Bây giờ chị Nhiền sẽ tháo cho em nha. Dạ, em xin cảm ơn chị ạ. Xin chào tất cả mọi người, mình là Ri đây ạ. Và trước khi mà mình trình diễn bài hát solo của mình thì không biết là mình có một yêu cầu nhỏ nhỏ, không biết là mọi người có thể làm theo mình được không ạ? Ok. Thì trong lời bài hát khóc cười của nhạc sĩ Tăng Duy Tuân thì có một lời dạ khóc khóc cười cười đúng đúng sai sai. Thì không biết là mọi người có thể hát được câu đó phụ đi được không ạ? Có thể hát cùng riêng một câu đó được không ạ? Mình sẽ hát là khóc khóc cười cười đúng đúng sai sai, yêu ai xin đừng yêu hết lòng. Thì mình thử một lần trước nha. Yêu xin đừng yêu hết lòng, không có cười cười đúng đúng sai sai. Yêu xin đừng yêu mặn nồng. Thì câu đó trong bài hát sắp tới thì có thể là mọi người sẽ cùng hát cùng đi được không em? Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và đây là sau đây mình sẽ xin trình diễn bài hát khóc cười của nhạc sĩ Tăng Duy Tuân. Mong người lắng nghe nhé. Ôi sao tôi thấy cái sự quá khích này ta.
thôi không đuổi ai hết, các bạn hãy cùng với mình đó theo dõi hết xuyên suốt cuộc thi này nha. Và bây giờ các bạn mong chờ phần thi của anh nhé. Ôi, ở đây sao nhiều người biết tôi dữ. Cảm ơn nhé. Nhưng mà hôm nay mình có không tới đây để thi mà mình có đến đây để dẫn chương trình, cho nên hơi buồn buồn xíu tí ha. Rồi bây giờ sẽ là ai ạ? Các bạn mong chờ tiết mục của ai ạ? Mio lớn quá. Rồi bây giờ nè, Mio sẽ chia sẻ một tí xíu về bạn này, coi mấy bạn đoán được là ai chưa nha. Thì bạn này gặp rất là nhiều khó khăn trong quá trình luyện tập của mình, cũng như là biến đổi mình đủ kiểu luôn để phù hợp với màu sắc của bài hát. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng bạn đó theo chân bạn đó để đến với một ca khúc mà bạn đó đã luyện tập cũng như là thay đổi bản thân mình như thế nào. Và bây giờ chúng ta xin mời Mio. Không hay yêu còn chưa biết một sáng tác của Đạt Duy ạ. Xin mời vỗ tay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chưa biết của Miu. Ở trong nhóm của chúng ta có một cô gái luôn luôn được mọi người gọi là một shop girl. Các bạn biết ai không? Biết ai không? Dương. Ai nữa hả? Đoán thử coi. Kim Anh. Và ai nữa hả? Khánh Linh. Vâng, Kim Anh luôn được mọi người trong nhóm gọi là một sát cơ. Tại sao người ta? Có ai biết không? Thì chắc là một phần nào đó do cô gái này luôn luôn thể hiện những bản ballad rất là nhẹ nhàng, rất là da diết trong những phần thi trước đó, cho nên luôn luôn được mọi người gọi là vậy. Nhưng mà Kim Anh không muốn dừng lại ở đó. Kim Anh luôn muốn thay đổi bản thân mình, làm cho mình trở nên mới mẻ hơn. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng với Kim Anh đến với một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Hiếu, Bad Boy. Mời Kim Anh ạ. Thank you.
sẻ là nguyên một cái dãy bên đây là nguyên một cái hội FA luôn, đúng không? Rồi, vậy trước khi bây giờ FA thì cũng sẽ có cái khoảng thời gian mình từ từ, đúng không? Có không? Trời ơi, yêu là yêu thẳng vậy luôn á hả? Rồi, yêu thầm trộm nhớ ai đó. Có bao giờ mà tự nhiên mình nổi hứng lên, tự nhiên mình thấy nhớ ai đó là mình khóc luôn chứ? Có không? Ôi, nhớ chị luôn á hả? Chỉ có bao giờ các bạn tự hỏi thêm một cái nữa, ông trời sao tánh kỳ vậy mà giấu người ta đi mất tiêu mà mình kiếm hoài không thấy, có ai suy nghĩ gì chưa? Có không? Tánh kỳ quá ha, giấu đi tự nhiên bắt kiếm hoài mà kiếm không thấy. Thôi đi thôi, nguyên câu hôm nay trong đó kêu là mẹ chồng rồi, hôm nay đóng vai ác nha, đóng vai ác nha. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng theo chân theo của ai ạ? Tiếp theo là ai, đúng không? Từ từ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng theo chân Luna. Ôi, ủng hộ cho Luna hả? Wow. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng Luna đến với một sáng tác của Barat, Trời Giấu Trời Mây Đen. Bye.
buồn khi chẳng thể tới xa. Gió mang cơn mưa về làm lòng ai não nề. Thôi thì chỉ bước đi, giờ là nhớ quá đi. Chẳng hiểu sao trước kia ông trời lại lấy anh đi. Thôi thì chẳng có gì, giờ là em yêu nhiều tay em đó. Cứ coi như mây chẳng nhìn lời nói gió bay. Và bây giờ xin phép được mời Luna vào trong để có thể chuẩn bị thêm cho phần diễn tiếp theo nha. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Dạ. Dạ luôn, ngon ơi, dễ thương. Dễ thương. Trời ơi, không chữ sao trời. Dễ thương, những cái dễ thương đó bóp bóp lại cái tém lại chút xíu. Đúng không? Mình là con gái. Thì mấy bạn có bao giờ muốn làm cho ai chết mê, chết mệt thì mình luôn chưa? Dễ sợ, dễ sợ. Dễ luôn hả? Dễ luôn hả? Hay nói tới chơi bùa chị ngại nãy giờ. Thôi nói gì thì bậy quá. Nhưng mà nãy giờ trong hậu đài á, thì có thấy có một nguyên một cái lá bùa này. Ghê không? Ghê không? Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê không? Vậy thôi. Thôi thôi từ từ, bớt ghê lại, bớt sợ lại, không có gì hết trơn á. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng với Khánh Linh đến với Thank you.
của chúng ta hiểu nghiệm không? Hiểu không? Có ai bị bỏ bùa chưa? Xỉu hết luôn. Ok, bỏ tay cho các bạn một lần nữa. Rồi, sân khấu còn lại mình tôi. Thôi, cất cái đó lại đi, rồi chúng ta về cái chuyện sau nha. Thì bây giờ là một bài hát được công bố vào 2015, được ca sĩ Tâm Nhi đã từng trình bày. Các bạn đã được bài gì chưa? Đã được bài gì không? Một ca khúc có giai điệu rất là catchy, rất là ma mị. Bài gì á? Bia, bài gì nữa hả? Bài gì? Thôi nghe không rõ. Vậy thì bài này nó đã đúng rồi đó. Và tiếp theo sau đây là Vian, một sáng tác. Xin lỗi tí xíu. Và sau đây là Vian được trình bày bởi Lani. Thank you.
lời đó. Kỳ cục. Đã nói năng lượng còn đó các bạn giữ lại cho tới cuối chương trình còn dài lắm các bạn ơi. Kêu gạo gì hết tới cuối chương trình mệt mỏi khát nước, không ai mua nước cho uống đâu nha. Nói trước vậy đó. Rồi thủ sẵn luôn hả? Thủ sẵn. Rồi. Nãy giờ vì yêu quá nhiều rồi đúng không? Thôi giờ yêu lần nữa đi được không? Chúng ta đến đây là dành cả tình yêu cho em đó, idol mà đúng không? Rồi, vậy bây giờ là hỏi tí xíu, hồi nãy lúc nãy là bài hát Vì Ai Vì Anh. Vậy Thiêu, các bạn đã từng vì ai đó chưa? Có chưa? Có rồi đúng không? Và thậm chí là vì người đó tới mức mà mình làm hoài, làm miết, làm mệt mỏi luôn mà người ta không biết luôn. Đúng rồi. Có bao giờ vậy chưa? Mà hả, làm hoài mà cứ không biết là người đó không biết thiệt hay là người đó thật sự không biết nữa. Xạo quá. Có không? Giả bộ á. Giả bộ, đúng rồi, nhiều lúc người ta giả bộ không biết á. Thấy bất lực không? Bất lực không? Thôi, đừng bất lực. Yêu là vậy đó, nó khổ lắm. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng với ai ạ? Biết không? Nãy giờ còn ai chưa trình diễn? Biết không? Từ từ. Cái hay vẫn còn đó, cái Ánh Dương hoài, Ánh Dương sẽ diễn. Và bây giờ sẽ là... Thảo Nguyên. Vâng, Thảo Nguyên với ca khúc Em Mới Là Người Yêu Anh, một cái đáy bỏ nghệ sĩ. Thank you.
nữa thôi. Thôi, đừng lấy câu này của chương trình không phải quở trớt, không được vậy nghe không? Để lại đây ha, để lại đây, để lại đây. Rồi, đố tiếp nè, nghe không? Chơi sao tiếp tục được, chơi đi. Thôi, thôi đừng mệt, còn dài lắm, đừng đứng dậy, đừng đứng dậy, đừng mệt ha. Rồi, nãy á, thì trong khoảng tầm cuộc 2015 có một bài hát sao ta đi tới đâu cũng nghe, đi tới đâu cũng thấy người ta hát, mà hỏi tới người ta bài này tên gì người ta không biết. Một hả hả, rồi bài đó có câu hát như thế này. Sao ta, em sẽ nói anh nghe về đại dương xa. Ây dạ, ây dạ. Vâng, và sau đây là My Everything của Ánh Dương. Anh nghe lời bài xinh xanh, em sẽ hát anh nghe
Dễ thương không? Dạ. Dễ thương thì 10 điểm. 10 điểm sao? Ủa, hồi nãy thống nhất một điều là 10 điểm là chúng ta phải vỗ tay đúng không? 10 điểm thì sao? Đúng rồi. Xin mời anh Như vào trong để có thể chuẩn bị. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi, bình tĩnh lại. Ok, nãy giờ hỏi bên đây nhiều rồi. Vậy là hỏi trước đây. Các bạn ơi, chưa thấy năng lượng. Bao nhiêu? Không có nhớ. Coi là phải nhớ. Để biết coi ta nói gì, ta diễn gì nữa chứ đúng không? Nãy giờ là 11 bài rồi, sai hết trơn. Ủa sao bài này mới tính? Tại sao lại bài này mới tính? Không có nha. Nãy giờ là các bạn, 11 thành viên của chúng ta đã diễn hết 11 bài rồi đó mấy bạn ơi. Rồi, thì mấy bạn giờ cảm thấy không khí đây là sao? Ở đây có máy lạnh cho nên tất cả các bạn ở đây sẽ không có nóng. Rồi, nãy giờ là 11 tiết mục vừa rồi. Chắc chắn là các bạn ở đây cũng đã quan sát được 11 bạn diễn như thế nào. Và các thầy cô của chúng ta cũng đã quan sát và chấm điểm được các bạn đó như thế nào luôn. Nhắc lại một cái thông tin từ đầu chương trình nữa. Các bạn có nhớ là lúc mà hồi nãy bạn này cầm cái điện thoại lên đó, cái thông tin đó là gì các bạn nhớ không? Chúng ta sẽ tìm và đăng nhập vào đâu ạ? Vào website của enofidol.vn để bình chọn cho các cô gái của chúng ta, các bạn nhớ chưa? Nhớ nha, tại vì á cái này quan trọng lắm nha, tại vì làm như vậy á là sẽ giúp cho các cô gái của chúng ta một phần nào đó trở thành một thành viên chính thức của enofidol đó. Nhớ chưa? Các bạn ơi, các bạn nhớ chưa? Nhớ chưa là bắt nó hoài vậy luôn đó hả? Kỳ quá. Thôi nhớ giùm cái đi nha, nhớ nha. Rồi, vậy mình phổ cập thêm một tí xíu nữa là một tài khoản được tạo ra sẽ vote được 4 lần. Và 4 lần đó sẽ mỗi lần là một thành viên khác nhau. Các bạn nhớ chưa? Nhớ chưa? Các bạn ơi, hưởng ứng xíu đi, trời ơi. Các bạn ơi, ăn cơm chưa? Thôi xíu vậy ăn, coi hết đi vậy ăn. Còn lúc đó là sẽ hơi liền nè, không sao đâu. Giữ cái năng lượng đó, để lát á, mình còn chương trình còn dài lắm. Sao? Trời, yên tâm, gặp tới cuối chương trình luôn đó. Phong Họa đây này sẽ vẫn còn đứng đây cho tới cuối chương trình, nên là yên tâm ha. Và bây giờ sẽ là một phần thi khá đặc biệt.